Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 31 tháng 5, đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 huyện Mường Lát, đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo cấp huyện kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tại hội nghị đã thông qua dự thảo kế hoạch triển khai nhiệm vụ phục vụ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Theo đó, mục đích yêu cầu nhằm phục vụ các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các cấp, các ngành, sự ủng hộ của cha mẹ học sinh để đảm bảo về điều kiện và tạo thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập và lớp 10 trung học phổ thông dân tộc nội trú năm học 2023-2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6 năm 2023. Mỗi thí sinh làm 3 bài thi gồm môn ngữ văn, toán, tiếng Anh, thời gian làm bài 120 phút đối với môn ngữ văn và toán, 60 phút đối với môn tiếng Anh. Tất cả các bài thi đều được thực hiện theo hình thức tự luận. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, huyện Mường Lát có 393 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 27 thí sinh đăng ký dự thi vào trường trung học phổ thông dân tộc nội trú Ngọc Lạc, 21 thí sinh đăng ký dự thi vào trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, một hội đồng thi gồm 17 phòng thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức vào các ngày 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2023. Huyện Mường Lát có 301 thí sinh, trong đó trường Trung học phổ thông có 236 thí sinh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có 30 thí sinh và 35 thí sinh tự do. Được tổ chức tại một hội đồng thi gồm 15 phòng thi. Theo quy định, thí sinh sẽ làm 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên bao gồm các môn thi thành phần vật lý hóa học sinh học một bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần lịch sử địa lý giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc các môn thi thành phần lịch sử địa lý đối với các thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông về hình thức thi các bài thi toán ngoại ngữ khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thì theo hình thức trắc nghiệm khách quan bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận